Chào anh em, chào mừng anh em và bà con trở lại với Sư Tiền Hồng Thắng. Sư Tiền Hồng Thắng cũng nay về được cái máy qua sử dụng của anh em Nam Cà Mau mình mua lại để quay chia sẻ và mua bán với anh em. Đây, một con dân ma lồng 86 liên anh em. Quay toàn cảnh cho anh em xem. Con này là gọi là 4T86 đời 2005. Được anh em mang năm căn Cà Mau lắp cái bộ dàn cầu và thêm cái hệ thống giải nhiệt bằng cái thùng nước giải nhiệt Giang Ma Thủy. Nhưng đã qua sử dụng rồi anh em. Anh em ta mua gì ta chạy công trình gọi công trình xong ta bán là anh em. Mình quay xong mình test máy cho anh em vào nhận xét nha. Máy làm cũng còn đẹp lắm anh em. Dàn cầu đã cắt tất cả các cá bằng toàn bộ nguyên nóc hết. Dùng 5 căn Cà Mau của mình là đa số là nóc không, tại vì nước mặn anh em. Đây, chưa chi tiết anh em. Máy này màu đen nha anh em. Theo lời của anh khách anh bán lại cho mình thì nói máy này thì hơi sập ti rồi chưa ra. Khối cay hay thừa thì không có. Anh lắp đặt thêm cái bộ bình nước rồi nha anh em. Nước là nước của máy Giang Ma Thủy. Đây. Máy gì rất là bốc. Làm cũng còn đẹp lắm anh em ơi. Chúc mình quay xong sơ sơ cho anh em xong rồi mình test máy cho anh em xem à. Được chế lại cái gạch te với đựng nhớt của mọi nóc luôn anh em. Cận cảnh nha anh em xem. Đây. Đi nóc toàn bộ hết. Đề thì còn ghim. Đề 12V nha anh em. Bình một bình mong là đề chạy. Dịch bằng cái nóc luôn. Dàn cầu thì cũng còn đẹp lắm. Từ đầu đến đuôi. Anh em xem nhận xét đánh giá có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Máy này cũng rẻ anh em ơi, tại qua sử dụng rồi anh em ta gáp xong ta chạy rồi cái tài vụ công trình của ta xong rồi ta bán lại không xài nữa, ta về ta không xài nữa. Máy thì cũng còn đẹp lắm, hơi thừa không ra, khối cay không ra, nước sơn thì cũng có lấm tấm này. Này màu đen cũng dễ mà anh em mà mua về sơn lại. Nhưng máy này giá cả thì cũng hợp lý anh em. Chúc mình báo lên trên video luôn. Anh em xem mà được đánh giá được mua. Và mình cũng nói thêm ha, mình bán tại cơ sở mình không bao ship nha anh em. Mình quay là mình không có bao ship gì chứ. Anh em nào mua thì đúng nhu cầu mục đích xài thì alo. Còn máy thì nói chung thì mua mình không có biết về tới đâu là gì, ở đâu mua mình không có bao ship. Mình bán tại cơ sở mình nè, anh em nào có thiện cảm này thì sử dụng đúng mục đích thì vô mua, còn không ấy thì xem video chơi thôi. Chứ còn thường thường bán anh em hỏi bao ship là mình không bao, do anh em thỏa thuận thôi. Chứ còn tiền ship thì anh em tự chịu đi, mình không có biết đoạn đường nó ngắn đoạn đường dài sao, mình đâu biết đường đâu mà nói bao ship rồi. Anh em thông cảm mình không đấy ha. Rồi anh em ở khu vực 5 căn muốn xem máy thì đến tận nhà, còn anh em xa thì các bạn Zalo, mình sẽ test máy cho anh em xem. Rồi, mình sẽ test máy cho anh em. Máy chạy nha anh em. Hơi thừa thật đó. Oh,